Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, 46 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 75, sau bao nhiêu năm dài trăn trở, Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam quyết định sẽ tổ chức đại hội vinh danh người vợ tù, đồng thời phát hành và ra mắt đặc sang vinh danh người vợ tù chính trị. Thưa quý vị, cho phép tôi được trình bày cái sinh hoạt của Tổng hội trong thời gian sắp tới. Hội Cựu tù nhân chính trị hiện nay đang thực hiện cái đặc sang để vinh danh người vợ tù và tổ chức cái đại hội vinh danh người vợ tù. Thì cái đặc sang người vợ tù thì trước đây 4 tháng chúng tôi đã ra một thông báo mời tất cả quý bà người vợ của tù viết bài nêu lên những cái sự thanh trọng, những sự đối khổ, những sự chờ đợi mong muốn viết lên trên để chúng tôi đưa lên đặc sang. Đặc sang này cũng sẽ được dịch ra Anh ngữ để cho tất cả các vị ở nước ngoài hiểu được cái sự trung thủy và sự sáng ngời của người phụ nữ Việt Nam và cho con em chúng ta noi theo giữ gìn cái phẩm chất của người Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn những việc làm này của Tổng hội, đài truyền hình SBTN xin được gửi đến quý khán giả tâm tình của ông Lưu Văn Tươi, cố vấn Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam về vấn đề này. Tôi là Lưu Văn Tươi, cố vấn của Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Và thưa quý vị, trong cái chương trình của Tổng hội Cựu tù nhân chính trị, chúng tôi muốn vinh danh tất cả những cái người đã hy sinh tất cả cuộc đời của họ cho bản thân chúng tôi, cho gia đình và cho thế hệ mai sau con cái của chúng tôi. Thì chúng tôi phải nói rằng trong những cái ngày tháng tù tội đó, cái người chính, cái chiến sĩ chính là những cái người hy sinh, đó là những cái người vợ của người tù chính trị chứ không phải là chúng tôi. Tại vì vừa nuôi chồng, vừa nuôi con, rồi lo cả con cái để cho tới ngày chúng tôi được sa tù 5, 10 năm, 20 năm để đoàn tụ với gia đình. Sở dĩ mà chúng tôi đã quyết tâm thực hiện cái việc mà vinh danh vợ người tù chính trị này và đồng thời dịch ra hai ngữ. Thứ nhất là tiếng Việt và thứ hai nữa là chúng tôi chuyển ngữ sang Anh văn. Tại vì chúng tôi mong ước rằng những thế hệ trẻ sau này sẽ hiểu được những cái nỗi. Thứ nhất là những cái trận chiến tranh của Việt Nam, chúng tôi yêu chuộng tự do và đã chống lại suốt một cái thời gian dài cho tới năm 1975 mà Cộng sản chiếm miền Nam. Và đồng thời nữa, cái việc mà rất là quan trọng đó là những cái người vợ tù đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho chồng, cho con và cho lý tưởng tự do. Và đồng thời cho tới ngày hôm nay, chúng tôi muốn vinh danh để nói lên được rằng cái cuộc chiến sau năm 1975, thực sự cái người đứng đầu gió để mà chịu đựng tất cả những cái gian khổ cái thời gian qua, đó là những cái người vợ tù chính trị. Thưa tất cả quý vị, để lưu lại tất cả những cái hình ảnh mà những cái người vợ của người tù chính trị đã hy sinh suốt một cái thời gian dài khi Cộng sản cưỡng chiếm chính quyền miền Nam Việt Nam từ năm 1975. Thì Tổng hội Cựu tù nhân chính trị của chúng tôi sẽ thực hiện một cái đại hội được lấy tên là Đại hội vinh danh những người vợ tù chính trị. Thưa tất cả quý vị, và cũng muốn lưu lại để những cái hình ảnh tốt đẹp của người vợ người tù chính trị cũng như là cùng với những cái người phụ nữ Việt Nam, thì Tổng hội Cựu tù nhân chính trị đã kêu gọi tất cả những cái quý bà đã có phu nhân của mình vào những cái ngày tù tội đó viết bài lên để lưu lại sau này các con cháu hiểu được rằng cái hình ảnh hy sinh của người mẹ nó, của bà nội nó và tất cả những cái người mà đã hy sinh trong cái cuộc chiến rất là gai co để có thể có được ngày hôm nay. Mời quý vị chia sẻ tâm tình của ông Nguyễn Trung Châu, Tổng hội trưởng Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam về vấn đề này. Xin ông có thể cho quý vị khán giả đài truyền hình SBTN biết được cái dự định tổ chức này nó như thế nào thưa ông? Tôi là Nguyễn Trung Châu, Chủ tịch Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Kính chào tất cả quý khán giả cũng như là khán giả trên theo dõi cái chương trình của đài SBTN. Thì trong cái chương trình mà chúng tôi đã kêu gọi để mà vinh danh người vợ tù, và chúng tôi sẽ tổ chức một cái ngày đại hội ở Nam Cali vào dịp lễ độc lập của Hoa Kỳ tháng 7 năm 2022. Và cái đặc sang đó dự trù là khoảng là 40 bài, và bây giờ chúng tôi đã nhận là trên 40 bài và chúng tôi cũng đang
chọn lọc và là cái quyết tâm của tổng hội đó. Thì là cái đặc sang này được dịch sang Anh ngữ và gửi đi cho các cái thư viện của các trường đại học và trung học, cũng như là gửi đi các cái thư viện khắp thế giới để tất cả những cái người nước ngoài cũng như là con em mình là hiểu được cái sự hy sinh trung thủy của người của bà mình đó, của bà nội bà ngoại của mình, và cái, nhất là đây là cái sự tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam và cho những cái thế hệ sau thì cũng thấy cái giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà phải giữ gìn trân trọng và mình coi như là mình cũng phải noi theo. Qua cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN đi khắp nơi trên thế giới, ông có điều gì muốn nói? Vâng, thì rất là cảm ơn đài truyền hình SBTN. Thật sự mà đài nói là cái đài truyền hình SBTN là một cái đài mà phải là phổ quát rộng rãi nhất cho khắp thế giới. Và chính bản thân tôi thì tối nào tôi cũng mở đài SBTN để mà tôi theo dõi tin tức, theo dõi những cái vấn đề phóng sự khắp nơi. Và tôi cũng rất mong cái vấn đề mà của tổng hội hôm nay mà nếu ban giám đốc cũng như là anh Vũ Nhân và tất cả quý đài phổ biến lên thì tổng hội sẽ thành công tốt đẹp và phát hành rộng rãi cái tâm thư mà kêu gọi viết bài, cũng như cái tâm thư sắp tới là chúng tôi đã phổ biến vấn đề mà kêu gọi yểm trợ tài chính để chúng tôi có cái điều kiện mà in ấn từ tiếng Anh tiếng Việt qua tiếng Anh, cũng như là có cái chi phí để tổ chức cái đại hội vinh danh người vào tù, và đồng thời chúng tôi cũng có cái chi phí để mua những cái món quà mà tặng của những cái người vợ mà đã có những cái tâm lòng thủy chung, để coi như là đền đáp lại một phần nào cái sự lòng thủy chung của những bà vợ người tù. Xin chân thành cảm ơn và tôi thi thay mặt tổng hội tù nhân trị Việt Nam xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đó là những gì tâm tình của ông chủ tịch tổng hội cựu tù nhân trị Việt Nam Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.